Hello, xin chào các bạn nha. Trong video này thì mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn 12 cái gift code chung của tựa game Ba Quy Tí Nị Xoa Game nha. Đây là một tựa game 8 cuộc, chủ đề là ngón tay. Ok, thì các bạn phải truy cập vào cái trang web đó chính là nạp.xoagame.vn. Vì cái tựa game này chúng ta không thể nạp in-game được các bạn nha. Tiếp theo là các bạn lựa chọn Ba Quy Tí Nị Xoa Game này. Ok, bây giờ thì mình sẽ phải đăng nhập các bạn ạ. Đấy, sau khi đăng nhập vào xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này nha. Các bạn lựa chọn một cái nhân vật mà các bạn đang chơi server đó. Nhớ là lựa chọn đúng server nha các bạn. Với cả các bạn lưu ý là mỗi một cái gift code thì chúng ta chỉ nhập được cho một cái tài khoản ở một server thôi. Ví dụ như nếu các bạn mà sử dụng cái tài khoản số điện thoại của các bạn và các bạn chơi ở nhiều server thì các bạn nhập ở server 26 rồi thì sau đó các bạn sẽ không thể nào mà nhập được ở server 28 nha. Nên mình khuyên các bạn là mỗi một số điện thoại các bạn chỉ chơi một server thôi. Trong trường hợp mà các bạn không ưng ý thì các bạn có thể xóa tài khoản đi, sau đó thì đăng ký lại thì mới có thể nhập code được tiếp các bạn nhé. Ok, thì đây có một gift code các bạn chọn vào nha. Và bây giờ thì sẽ là tổng hợp 12 cái gift code các bạn ơi. Gift code đầu tiên là bút chì AK này. Code thứ hai là ngón tay bự. Code thứ ba dân chơi 66. Code thứ tư tay cái 88. Code thứ năm tí nị xịn. Code thứ sáu là ba quy tí nị này. Code thứ bảy là chúc Tết mùng 1, cái này phải viết hoa nha. Code thứ tám là lì xì M2. Code thứ chín là Tết M3 đấy. Code thứ 10 là xin cảm ơn. Code thứ 11 là VIP 666. Và code thứ 12 là VIP 77 nha. Thì đó là tổng hợp về 12 cái gift code chung của tựa game Ba Quy Tí Nị. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái gift code mới nhất khi mà nó ra mắt nha.